Chào các bạn, hôm nay Phượng xin chia sẻ với các bạn là cách làm bắp xào. Gần đây thì có nhiều cái nhà hàng người ta chia sẻ cách làm bắp xào mới và thơm ngon hơn. Thì hôm nay Phượng xin chia sẻ một trong những cách làm bắp xào thơm, mềm và bắp vẫn giữ được cái độ giòn ngọt và đậm đà hơn. Thì mời các bạn vào bếp và cùng làm với Phượng nhé. Để làm bắp xào thì đây mình chuẩn bị 1,2 kg bắp và mình mua về mình bóc vỏ sạch ra. Thì để bắp nó ngon hơn thì chọn những cái loại bắp non. Bắp non thì mình làm cái bắp xào này ăn thơm hơn và nó mềm mại hơn. Thì cái bắp nếp này thì nó có cái độ dẻo, ngọt và béo hơn so với cái bắp Mỹ. Cái bắp Mỹ thì mình chọn nó dễ hơn. Thì cái bắp này là cũng còn non thì nó có màu vàng nhạt và nó có những cái hạt còn trắng trắng như vậy nè. Mà cái hạt nó căng tròn, hạt nó to, bóng. Thì mình làm cái bắp nó mềm, nó thơm hơn. Thì đây mình sẽ kết hợp giữa hai cái loại bắp này để cho tạo ra một cái món bắp xào vừa dẻo mềm, vừa béo thơm và giòn ngọt. Thì chọn bắp xong thì mình sẽ mang bắp đi rửa sạch và rửa qua với nước muối. Để bắp mà đỡ nát thì các bạn có thể là tách hạt ra như vậy. Nhưng mà tách hạt ra thì bắp đỡ nát hơn so với bào. Nhưng mà nó có cái nhược điểm là nó có cái mài bắp. Cái mài bắp như vậy nè. Đó các bạn. Ở trên cái đầu của cái hạt bắp á. Nó có cái mài, nó sẽ làm cho mình ăn cảm giác là nó sáp. Và nó lại cứng hơn. Nó. Còn nếu mình bào ra như vậy. Thì cái mài nó sẽ mất đi. Nhưng ngược lại thì cái bắp mình nó dễ bị nát. Thì đây mình sẽ chia sẻ cách làm bắp đỡ nát và ăn không bị sáp. Thì đầu tiên các bạn chịu khó tách một hàng bắp thôi. Các bạn gọt, gọt theo cái dãy dọc, dọc theo một cái hàng bắp. Đây mình gọt từng hàng một. Chịu khó gọt từng hạt một như vậy thì cái bắp mình nó đỡ nát hơn và nó không mài nữa. Thì khi mình làm bắp ăn ngon hơn và đỡ hao bắp hơn. Đó, bắp mình gọt theo một cái hàng dọc nè. Đó, cái mài bắp nó mất đi luôn á. Nó sạch bắp và cái hạt bắp nó tròn, nó đẹp nữa. Bắp sau khi mình sàng qua rổ thưa rồi, cho cái bắp vụn nó rơi bớt và cái mài bắp cho nó rơi xuống bớt. Đó, mình sẽ bỏ đi cái phần bắp vụn và cái mài bắp như nè. Nếu mình cho vào luôn mình xào ăn nó sáp lắm, mà nó lại không ngon mà nó không đẹp nữa. Rồi mình sử dụng là 60g hành lá và mình cắt cái phần lá ra riêng và cái đầu hành ra riêng. Rồi tiếp tục mình sử dụng nửa củ hành tây nhỏ. Nguyên liệu đã chuẩn bị xong thì mình mang cái hành tây và cái đầu hành mình mang đi mình phi thơm trước. Chảo nóng thì mình cho vào trong chảo một thìa canh đầy. Các bạn nào mà thích ăn dầu nhiều thì có thể cho 1,5 thìa cũng được. Dầu nóng thì mình cho hành tây vào mình phi. Và đặc biệt cái bắp này mình cho hành tây vào mình xào cùng. Cái bắp mình nó ngọt và nó thơm hơn. Rồi mình đảo đều xong mình cho cái đầu hành lá hồi nãy mình cắt mình để riêng nè. Mình cho hết vào trong đây luôn. Và xào lên khi nào nó thơm thì bắt đầu mình cho bắp vào mình xào cùng. Đó, cái hành tây và cái hành lá này mình phi nó hơi vàng, nó hơi muốn gần cháy luôn đó các bạn. Thơm là các bạn cho bắp vào giùm mình nhé. Rồi cho bắp vào và mình đảo đều.
Bắp mình đã đảo đều qua một vòng rồi thì mình đậy nắp lại. Và trong lúc xào dầu này thì mình sẽ đậy nắp lại khoảng 3 đến 4 lần và mở lửa vừa vừa. Bắp của mình đã được gần chín rồi, bây giờ mình sẽ cho bơ vào. Bơ thì mình cho 1,5 thìa canh bơ. Vì mình không có cho bơ ngay lúc đầu, vì cho bơ ngay lúc đầu á thì cái bơ mình nó sẽ mất đi cái mùi thơm. Thì bắp gần chín thì mới cho vào đảo cùng. Rồi nếu mà có bơ thơm á thì sử dụng bơ thơm thì cái bắp mình ăn sẽ thơm hơn nhé. Rồi mình đảo đều rồi mình đậy nắp một quận rồi đó. Bây giờ mình tiếp tục mình sẽ nêm gia vị cho cái bắp mình đậm đà hơn. Mình cho vô trong đây 1 phần 3 thìa cà phê hạt nêm. Các bạn nào không thích ăn hạt nêm có thể thay bằng một ít nước mắm nhé. Đường thì tùy theo khẩu vị của từng vùng miền mà các bạn nêm nếm cho vừa ăn với khẩu vị của gia đình mình. Rồi đảo đều xong mình cũng đậy nắp lại cho bắp này ngấm gia vị. Bắp khi mình cho bơ vào trong bắp này, cái bắp mình rất là thơm và cái bắp mình nó bóng nó mướt hơn. Thì thường nếu mà xào bắp Mỹ và bắp bắp nếp thì người ta xào bắp nếp trước, nhưng ở đây mình làm cùng một lúc cho nó tiện, các bạn có thể là xào bắp nếp trước bắp Mỹ sau cũng được. Bắp chín rồi thì mình sẽ cho cái tép sấy vào và mình cho đây là 30 g. Cái tép sấy này á người ta có nêm nếm gia vị rồi á nên mình cho cái lượng ít à, mà cho nhiều quá nó sẽ bị mặn, hay là còn gọi là cái con guốc sấy á các bạn. Cái tép mình bắt đầu nó mềm mềm rồi mà trộn đều trong bắp rồi thì mình cho cái hành lá vào và mình mở lửa nhỏ lại. Mình đảo đều xong là mình tắt bếp. Các bạn nào thích ăn cay thì cho thêm 1 phần 2 thìa cà phê ớt bột vào trong này để nó có cái vị cay cay nồng nồng, ăn sẽ ngon hơn. Còn không thích thì các bạn khỏi cho vào nhé. Vào những ngày trời mưa mà có cái đĩa bắp xào nóng hổi mà thơm phức luôn thì ăn rất là ngon luôn các bạn. Và mình ăn vào mình cảm nhận được cái bắp nếp nó dẻo mềm, béo và bắp Mỹ thì nó giòn ngọt và có vị thơm của hành và vị thơm của bơ đậm đà của cái tép sấy. Ăn ngon lắm các bạn ơi. Các bạn hãy làm thử và cảm nhận cái món bắp xào này nhé. Và như vậy thì cách làm bắp xào của mình đến đây đã được làm xong rồi. Và mình rất là cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.